Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Về yếu tố đầu tiên, về mặt hình thức của truyện ngắn thì sao nhỉ? Thì cốt truyện trong truyện ngắn như thế nào? Trong truyện ngắn thì cốt truyện là gì? Trong truyện ngắn thì cốt truyện là gì? Chúng mình hãy cùng tìm ngữ liệu ở trong sách giáo khoa và suy nghĩ một ít phút nhé. Chị nghĩ là có những bạn thì đã tìm ngay được câu trả lời rồi đấy. Vì trong sách giáo khoa thì cũng đã đề cập rất rõ ràng rồi đúng không nào? Đó chính là câu có truyện ngắn, khai thác cốt truyện kỳ lạ, lại có truyện ngắn, viết về câu chuyện giản dị, đời thường, có truyện ngắn, giàu tính triết lý, trào phúng, châm biếm, hài hước, có truyện ngắn thì lại rất giàu chất thơ đúng không nào? Và ở đây thì chúng mình sẽ đúc kết lại giúp chị một ý chính thôi, chúng mình chỉ cần ghi ngắn gọn lại thôi. Còn bạn nào muốn đầy đủ hơn thì chúng mình hãy sử dụng bút đánh dấu và đánh dấu ngay vào trong sách giáo khoa phần đấy nhá. Còn ở trên vở ghi thì chúng mình chỉ cần ghi ngắn gọn thôi các em ạ. Về cốt truyện của truyện ngắn thì sẽ là cốt truyện kỳ lạ này, đời thường, giàu tính triết lý. Giàu tính triết lý này. Ngoài ra thì còn có thể là cốt truyện trào phúng hoặc là giàu chất thơ đúng không nào? Giàu chất thơ đúng không nào? Và trong truyện ngắn thì cũng đã đề cập rất rõ đến các em đó là về thể loại này, thì tuy nhiên thì chị sẽ mở rộng kiến thức ra một chút các em thôi, các em nhé. Đó là truyện ngắn thì là một thể loại văn học như trong sách giáo khoa đã đề cập rồi. Và truyện ngắn thì sẽ thường là những câu chuyện được kể bằng văn xuôi và có xu hướng ngắn gọn, súc tích và hàm nghĩa hơn. Và so sánh, cái sự so sánh ở đây là sự so sánh với thể loại tiểu thuyết, tức là tiểu thuyết thì sẽ là thể loại văn học có dung lượng dài, còn ở đây truyện ngắn thì chỉ có xu hướng ngắn gọn, súc tích, hàm nghĩa hơn những câu chuyện dài như tiểu thuyết. Và thông thường ấy thì truyện ngắn sẽ có độ dài khoảng chỉ từ vài dòng đến vài chục trang, và trong khi đó thì tiểu thuyết thì rất khó có thể dừng lại ở con số đó. Và các em biết một điều đặc biệt tiếp theo là gì không? Truyện ngắn thì được chia ra rất nhiều loại đấy, không phải là gộp chung vào một thể loại truyện ngắn đâu các em ạ. Mà trong truyện ngắn thì người ta còn phân tách ra đó là gì nhỉ? Truyện mini này, truyện ngắn này, truyện cực ngắn này, truyện chóp này, và có những truyện ngắn thì chỉ có vài từ thôi đã trở thành một câu chuyện ngắn rồi đấy. Rất là đặc biệt và thú vị đúng không nào? Rồi tiếp theo nhá, một câu hỏi tiếp theo này, nhân vật trong truyện ngắn có những đặc điểm gì? Nhân vật trong truyện ngắn như thế nào? Hay nhân vật trong truyện ngắn có những đặc điểm gì nhỉ? Và ở trong sách giáo khoa thì đã có một ngữ liệu, đó chính là kết cấu truyện ngắn thì không chia thành nhiều tuyến nhân vật. Đó chính là những cái kiến thức mà cơ bản nhất mà chúng mình cần phải ghi nhớ trong buổi học ngày hôm nay. Tuy nhiên rằng thì chị lại vẫn muốn mở rộng hơn một chút cho chúng mình hiểu thêm về nhân vật trong truyện ngắn này. Đó là chắc chắn rằng nhân vật trong truyện ngắn phải có cái số lượng ít hơn, và ít hơn ở đây thì chúng mình cũng sẽ so sánh với tiểu thuyết nhé. Bởi vì sao mà chị lại hay so sánh truyện ngắn với tiểu thuyết? Bởi vì chúng mình sẽ rất dễ bị nhầm lẫn giữa truyện ngắn này và tiểu thuyết, thì chúng mình sẽ rất dễ bị nhầm lẫn đấy. Tuy nhiên rằng nhân vật trong truyện ngắn thì số lượng chỉ rất là ít thôi và thường bắt buộc phải được xây dựng theo nguyên tắc điển hình hóa. Nguyên tắc điển hình hóa là sao? Tức là nhân vật phải được đặt trong một hoàn cảnh cụ thể, vừa mang tính chung phổ quát, vừa mang tính riêng độc đáo. Và trong truyện ngắn thì nhân vật là một mảnh nhỏ của thế giới thôi, là hiện thân cho một trạng thái của quan hệ xã hội, của ý thức xã hội hoặc trạng thái tồn tại của con người. Ngoài ra thì nhân vật sẽ là phát ngôn trực tiếp hoặc gián tiếp cho tư tưởng của nhà văn. Nói như vậy thì nghe hơi hàn lâm, thì bây giờ chị sẽ diễn đạt theo một cái cách
đơn giản và dễ hiểu hơn. Tức là ở đây, nhân vật trong truyện ngắn phải được xây dựng theo nguyên tắc điển hình hóa, bởi vì nhân vật trong truyện ngắn không phải là anh A hay là anh B này tôi nhắc từ trong cuộc sống vào trong tác phẩm, mà anh A này phải đại diện cho nhiều người, phải đại diện cho hẳn có thể là hẳn một tầng lớp, và anh A ấy phải được xây dựng theo nguyên tắc điển hình hóa của số đông, tức là anh A ý sẽ có điểm chung của tất cả mọi người của một cái tầng lớp đấy, và anh A đấy sẽ được đặt vào trong tác phẩm các em nhé. Và ngoài ra anh A ý còn sẽ là thể hiện cái thông điệp này, thể hiện cái sự phát ngôn trực tiếp hoặc gián tiếp của tư tưởng của nhà văn, tức là nhà văn sẽ gửi gắm cái thông điệp, cái tư tưởng, cái nhân sinh quan, thế giới quan, quan niệm sống của mình vào trong tác phẩm thông qua nhân vật. Ngoài ra là nhân vật trong truyện ngắn thì sẽ không được khắc họa tỉ mỉ và toàn diện, bởi vì sao nhỉ? Bởi vì dung lượng truyện ngắn thì rất là ngắn mà, cho nên là nhân vật trong truyện ngắn thì cũng đòi hỏi phải được khắc họa nhanh, không được khắc họa tỉ mỉ mà toàn và toàn diện. Đó chỉ là những cái lát cắt đậm đặc và đòi hỏi nhà văn ở đây phải chọn lọc và sáng tạo nhân vật thật đắt, và nhân vật phải có nét riêng, không trộn lẫn nhưng vẫn mang giá trị điển hình trong hiện thực của cuộc sống. Cho nên là chúng mình sẽ ghi vào trong này ý chính mà chị vừa mới nói. Nhân vật trong truyện ngắn thì đầu tiên chúng ta sẽ ghi là ít tuyến nhân vật. Ít tuyến nhân vật này. Và tiếp theo đó là nhân vật xây dựng theo nguyên tắc gì nhỉ? Chính xác, xây dựng theo nguyên tắc. Theo nguyên tắc này, điển hình hóa. Nguyên tắc điển hình hóa tức là sao nhỉ? Tức là nhân vật đấy phải đại diện cho số đông, phải đại diện có thể là cho hẳn một tầng lớp, cho hẳn một số đông, tức là cái chung chứ không phải là cái riêng nào cả các em nhé. Rồi tiếp theo này, và về tình huống và sự kiện trong truyện ngắn là gì? Chúng mình hãy tìm những ngữ liệu ở trong sách giáo khoa để trả lời câu hỏi giúp chị. Trong truyện ngắn thì tình huống về sự kiện của nhân vật được thể hiện như thế nào? Rất chính xác, bởi vì quá là dễ rồi. Ở ngay trong sách giáo khoa, những cái câu đầu tiên thì người soạn sách đã đề cập ngay cho các em, đó là truyện ngắn là một thể loại tự sự cỡ nhỏ của tác phẩm văn xuôi hư cấu, thường phản ánh một khoảnh khắc, một tình huống độc đáo, một sự kiện gây ấn tượng mạnh, có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của nhân vật. Vậy thì điểm đặc biệt ở đây là gì? Đó là gì nhỉ? Đó là từ nào nhỉ? Đó là từ nào mà chị rất là nhấn mạnh đấy? Đó là từ một, kem nhá. Tình huống, sự kiện trong truyện ngắn chỉ có một, tức là sao? Tức là trong truyện ngắn thì chỉ có một khoảnh khắc, một tình huống, một sự kiện độc đáo thôi các em ạ. Cho nên ý đầu tiên chúng mình sẽ ghi vào trong vở đó chính là chỉ có một tình huống, một khoảnh khắc, một sự kiện độc đáo nhất, có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của nhân vật. Ngoài ra này, ngoài ra về tình huống và sự kiện trong truyện ngắn thì nhìn chung có thể chia về tình huống, về sự kiện trong truyện ngắn thành ba loại, các em ạ. Về cơ bản thì chúng ta sẽ phân chia được tình huống trong truyện ngắn thành ba loại. Và đây nhá, chị bật mí nhỏ một chút nhá, chỉ có những bạn 2K10 nào mà đang theo học của chị thì mới có thể biết thông tin này thôi. Đây là một chúng mình sẽ giữ bí mật với nhau thôi nhá. Vì cái thông tin về cái kiến thức này dù là đơn giản đấy, nhưng mà những cái bạn mà học trên, có thể là học trên lớp, thì các em ấy chưa được học đâu. Cho nên là chị sẽ ưu tiên chúng mình hơn, mà chị sẽ tiết lộ cho chúng mình về
về cách phân chia về tình huống để sau này mà chúng mình đi học những cái tác phẩm khác thì chúng mình có thể vận dụng vào và chúng mình có thể nhận diện được ngay, à đây là tình huống này mà như chị Hoa đã dạy nhá, rồi chị rất là ưu ái cho nên là chị sẽ chia sẻ luôn và không thể nào mà chị giấu giếm thêm được nữa đâu. Về tình huống trong truyện ngắn này thì sẽ được chia thành ba kiểu, đó là tình huống truyện hành động này, tình huống chuyện gì nhỉ, có bạn nào biết không nhỉ, hay là có bạn nào mà kiểu rất là đam mê học văn thì có thể là bạn ấy sẽ biết đấy, đó là tình huống chuyện hành động này, đó là tình huống chuyện tâm trạng này, và đó là tình huống chuyện nhận thức này. Với mỗi kiểu tình huống chuyện này thì chúng ta sẽ lại có một kiểu nhân vật khác đây các em ạ. Ví dụ như tình huống chuyện hành động nhé. Tình huống chuyện hành động tức là một sự kiện đặc biệt nào đó trong đời sống của trong tác phẩm ấy, mà ở đó nhân vật bị đẩy vào tình thế chỉ có hành động thì mới thoát ra được, và cái kiểu tình huống này thì sẽ tạo nên nhân vật hành động và tạo nên những truyện ngắn giàu kịch tính. Rồi, ok chưa? Được chưa ạ? Tình huống truyện hành động đó chính là một sự kiện đặc biệt nào đó trong đời sống mà nhân vật buộc muốn thoát ra được thì phải hành động, và kiểu tình huống này thì sẽ tạo nên kiểu nhân vật hành động và tạo nên truyện ngắn giàu kịch tính. Chị sẽ lấy ví dụ cho các em hiểu. Đó chính là tác phẩm Chữ Người Tử Tù của nhà văn Nguyễn Tuân. À, tác phẩm siêu kinh điển luôn, nhưng mà những bạn 2K10 ở đây thì chắc là cũng chưa được học, nhưng mà sẽ có bạn đã tìm đọc được tác phẩm này thì chị sẽ tóm tắt lại một chút để cho chúng mình hiểu nhé. À, Chữ Người Tử Tù của nhà văn Nguyễn Tuân thì kể về mấy cuộc gặp gỡ đầy ngang trái giữa người tử tù tên là Huấn Cao và viên quản ngục, và được biết rằng ở trong cái vùng đấy ấy, thì Huấn Cao thì là một người nổi tiếng về việc viết chữ đẹp, cho nên là cái viên quản ngục này thì rất là hâm mộ và nghe danh từ lâu, cho nên là rất là mong được gặp. Nhưng mà vì một cái tình huống rất là đặc biệt mà Huấn Cao lại bị đẩy vào trong ngục đấy các em ạ. Và tình huống đặc biệt là gì thì chị cũng không thể bật mí thêm được đâu, mà chúng mình hãy tìm đọc tác phẩm đấy và thưởng thức nó và tự gì nhỉ? Chúng mình hãy thưởng thức nó và hãy tự tìm ra tại sao chị Hoa lại nói rằng là cái tình huống đấy vô cùng đặc biệt nhá. Tức là Huấn Cao thì bị đẩy vào trong ngục và viên quản ngục thì rất mong có cái cơ hội được gặp Huấn Cao. Và trong cái hoàn cảnh éo le như vậy thì Huấn Cao ở trong ngục thì nhận được cái sự biệt biệt đãi hậu hĩnh từ viên quản ngục đấy, nhưng mà lúc đầu thì Huấn Cao rất là khinh miệt viên quản ngục này, nhưng mà rồi sau này hiểu được cái tấm lòng của viên quản ngục thì Huấn Cao lại có sự thay đổi, và Huấn Cao đã đồng ý cho chữ cho viên quản ngục, và cảnh cho chữ này diễn ra trong nhà lao. Đây là một cái cảnh tượng xưa nay chưa từng có, và chính cái chi tiết là Huấn Cao cho chữ viên quản ngục đã nảy sinh và đã xuất hiện cái nhân vật hành động ở đây chính là Huấn Cao. Và ok chưa nào, được chưa ạ? Và tình huống chuyện tiếp theo này, tình huống chuyện đầu tiên là tình huống chuyện hành động sẽ sản sinh ra nhân vật hành động và tạo nên chuyện ngắn giàu kịch tính nhá. Tình huống chuyện tiếp theo này, đó là tình huống chuyện tâm trạng. Và tình huống chuyện tâm trạng thì là kiểu tình huống mà rất đặc biệt của đời sống, mà ở đó thì nhân vật làm sao, nhân vật phải có biến động trong thế giới nội tâm. Tức là kiểu tình huống này sẽ tạo nên kiểu nhân vật tình cảm, tạo nên chuyện ngắn giàu trữ tình. Và tiêu biểu sắp tới đây thì chúng mình sẽ được học cái kiểu tình huống tâm trạng này trong văn bản Tôi Đi Học của Thanh Tịnh, và cụ thể như thế nào thì chị sẽ để dành nhá, chị cũng không thể bật mí thêm được thêm tí nào đâu, mà chị sẽ hướng dẫn cho chúng mình đi tìm hiểu một chuyện ngắn nữa, chị sẽ giới thiệu thêm nhá, cái này sẽ là giới thiệu thêm, đó là tình huống tâm trạng này thì sẽ nảy sinh ở trong chuyện ngắn khác, đó là chuyện ngắn Hai Đứa Trẻ của Thạch Lam. Và câu chuyện này thì xoay quanh cái cuộc sống ở trong cái văn bản đấy thì rất là đơn điệu, rất là tẻ nhạt của người dân nơi phố huyện nghèo, và cái tâm trạng thao thức đợi tàu của hai chị em Liên và An. Tức là cái cảnh sống trong cái tác phẩm đấy ngày nào nó cũng diễn ra như vậy, nó vẫn buồn chán, nó vẫn đơn điệu, nó vẫn tẻ nhạt như vậy, nhưng ở đây đó chính là cái con tàu
Và cái chi tiết đặc biệt đó chính là cái con tàu. Mỗi khi mà chiều đến, cái con tàu nó đi ngang qua phố huyện, thì hai nhân vật chị em Liên và An lại thao thức đợi tàu. Và chính vì cái ánh đèn của con tàu đấy, nó giống như là cái ngọn đèn soi sáng, nó giống như là tương lai. Tương lai mà hai chị em Liên và An mơ ước thao thức để tìm hiểu để mà có được ấy, thì khiến cho cái chi tiết ánh đèn của con tàu ấy càng thêm đặc biệt. Và đó, và trong cái câu chuyện chuyện ngắn hai đứa trẻ của Thạch Lam, thì cái chi tiết đợi tàu thì đã diễn ra cái tình huống tâm trạng, và ở đó thì nhân vật Liên và An bộc lộ cái thế giới nội tâm vô cùng phong phú của mình. Và tiếp theo là kiểu tình huống thứ ba, đây là kiểu tình huống nhận thức. Và tình huống nhận thức ở trong truyện ngắn chính là một cái sự kiện đặc biệt của đời sống, mà trong cái tình huống nhận thức đó, nhân vật sẽ phải đối mặt với cái vấn đề đó, tức là cái vấn đề nhận thức, và phải khám phá, phải vỡ lẽ ra về nhân sinh. Và kiểu tình huống này thì sẽ tạo nên cái kiểu nhân vật tư tưởng, và tạo nên những cái câu chuyện ngắn giàu chất triết luận. Và chị sẽ giới thiệu thêm ở đây, đó chính là truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu. Đây là một cái câu chuyện mà ngày xưa chị học ấy, thì chị thấy rất là tâm đắc và rất là hay. Bởi vì câu chuyện này thì gửi gắm ở đây đó là cái nỗi niềm trăn trở giữa nghệ thuật và cuộc sống đạo đức. Và ở trong câu chuyện này thì nhân vật chính là có Phùng này. Có Phùng, anh là một cái nhiếp ảnh gia. Và ngoài Phùng ra thì còn có nhân vật là người đàn bà hàng chài. Và cái nhiệm vụ ở trong câu chuyện này đó chính là Phùng, một nhiếp ảnh gia đã đến vùng biển miền Trung. Và cái nhiệm vụ ở đây đó chính là anh mong muốn săn được những cái bức ảnh đẹp thiên nhiên. Và sau nhiều ngày mà chờ đợi thì Phùng cũng đã có được một cái bức ảnh rất là đắt giá. Nhưng mà đằng sau cái bức ảnh ấy thì lại là một hiện thực mà khiến cái nhân vật này phải suy ngẫm về người đàn bà hàng chài bị chồng hành hạ và đánh đập, nhưng lại không thể bỏ chồng được vì cái cuộc sống của họ còn nhiều điều mà người ngoài không thể biết được. Và cái lý do ở đây đó chính là gì nhỉ? Người đàn bà hàng chài này thì có nói rằng là cái cuộc sống ở trên thuyền ấy thì không thể nào mà thiếu bóng dáng của đàn ông được. Và những cái đứa con của người đàn bà hàng chài thì còn quá nhỏ để có thể xa bố của mình. Và sau khi mà Phùng Phùng nhận ra cái điều đó, tức là Phùng hiểu được cái hoàn cảnh của chị hàng chài đấy, của người đàn bà đấy, và Phùng rất là muốn giúp đỡ, cho nên là Phùng đã đưa người đàn bà hàng chài đấy ra luật pháp và chánh án. Tuy nhiên thì người đàn bà đấy lại từ chối cái sự giúp đỡ và lại chấp nhận cái cuộc sống bị hành hạ, bị đánh đập như vậy. Và sau cái tình huống đấy thì Phùng nhận ra rằng cái giá trị sâu sắc về cuộc sống, rằng rằng bản thân mình thì phải nhìn nhận cái sự vật qua nhiều chiều, chứ không phải là chỉ qua một cái nhìn đầy cảm quan từ vẻ bề ngoài của nó. Và chính cái tình huống này chính là cái tình huống nhận thức. Và sau sau cái tình huống đó thì Phùng nhận thức, Phùng khám phá, Phùng vỡ lẽ ra về cuộc sống và có một cái cách nhìn khác đi về cuộc sống này. Và vậy thì bây giờ chúng mình sẽ ghi cái kết luận này vào, đó là tình huống về sự kiện trong truyện thì có một cái chúng mình sẽ ghi ba dấu cộng nhé. Ba dấu cộng nhá, đó là tình huống này, tình huống chuyện hành động này. Tình huống chuyện hành động tức là nhân vật phải hành động thì mới thoát ra được khỏi cái tình huống đó, đúng không nào? Và tình huống này thì sẽ tạo nên chuyện ngắn giàu kịch tính, chính xác. Tiếp theo là tình huống chuyện tiếp theo là tình huống chuyện tâm trạng này. Mà tình huống chuyện tâm trạng này thì đó, nhân vật sẽ bị sẽ bị chìm vào trong cái tình huống đó. Và cái tình huống chuyện tâm trạng này thì sẽ xoáy sâu vào cái thế giới nội tâm bên trong của nhân vật nhé, và sẽ tạo nên những cái chuyện ngắn giàu chất trữ tình. Tiếp theo là tình huống chuyện nhận thức. Và tình huống chuyện nhận thức thì đòi hỏi nhân vật
nhân vật sẽ chìm vào trong cái tình huống đó, và sau khi mà đối mặt với cái tình huống đó xong thì nhân vật dường như là có một cái sự nhận thức khác, vỡ lẽ khác về thế giới, về nhân sinh. Cho nên là trong truyện ngắn thì sẽ tiêu biểu vào những cái tình chúng ta sẽ tiêu trong truyện ngắn thì chúng ta có 3 tình huống truyện tiêu biểu. Thứ nhất là hành động, thứ hai là tâm trạng, và thứ ba là nhận thức. Rồi tiếp theo nào, tiếp theo câu hỏi tiếp theo về ngôi kể. Vậy trong truyện ngắn có những ngôi kể nào, hay là khi mà các em đã đọc những cái câu chuyện ngắn từ trước tới nay thì các em nhận ra rằng trong truyện ngắn các em đã được học thì có những cái ngôi kể nào nhỉ? Đầu tiên là chúng mình sẽ cần phải suy nghĩ giúp chị về khái niệm ngôi kể này. Ngôi kể là vị trí giao tiếp mà người kể ở đây tức là tác giả, để sử dụng khi kể cái câu chuyện đấy. Vậy có những ngôi kể nào thường được sử dụng trong truyện ngắn? Chắc hẳn rằng các em đã được đọc, được biết hoặc là được giới thiệu đến nhiều tác phẩm truyện ngắn, và chúng mình sẽ rất là dễ bắt gặp là gì nhỉ? Khi mà chúng mình đọc những cái câu chuyện ngắn ấy thì chúng mình sẽ dễ bắt gặp cái người kể chuyện trong đây xưng là gì nhỉ? Xưng là tôi đúng không nào? Vậy nhiều bạn thì sẽ hay quên, nếu như mà người kể chuyện xưng là tôi thì đó sẽ là ngôi kể thứ nhất các em nhé. Ngôi kể thứ nhất ở đây chính là người kể xưng tôi, và người kể khi sử dụng ngôi kể thứ nhất này thì có thể kể trực tiếp những gì mình nghe, mình thấy, mình nghĩ. Và đặc biệt người 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 đọc văn bản đấy khi mà tiếp cận tác phẩm với cái ngôi kể thứ nhất đấy thì dường như là chúng ta đang lạc vào trong cái thế giới mà tác giả tưởng tượng nên. Chính chúng ta mới là người được tiếp xúc với cái sự kiện đấy, được tiếp xúc với cái con người đấy, và tâm trạng của chính chúng ta mới là cái tâm trạng trong tác phẩm đấy, chứ không phải là tâm trạng của nhà văn viết ra. Đó là tác dụng của ngôi kể thứ nhất. Tức là ngôi kể thứ nhất hình dung là các em sẽ dường như là các em sẽ cảm nhận rằng chính bản thân mình đang trải qua cái việc đấy. Đó là tác dụng của ngôi kể thứ nhất. Và ngoài ra ngôi kể tiếp theo mà các bạn sẽ thường xuyên được bắt gặp đó chính là ngôi kể thứ ba. Và ngôi kể thứ ba trong truyện ngắn này thì sẽ thường xuyên được sử dụng hơn là ngôi kể thứ nhất, bởi vì nó có nhiều, nghĩa là cái tác dụng của nó thì nhiều hơn. Ở đây thì người kể sử dụng ngôi kể thứ ba có thể kể linh hoạt và tự do. Người kể lúc này thì có thể tự giấu mình đi và gọi tên của các nhân vật theo tên gọi của chúng, và cách kể này thì sẽ giúp người kể có thể kể chuyện một cách linh hoạt, tự do những gì diễn ra với nhân vật. Chị sẽ lấy một ví dụ như sau. Ví dụ là đi chị đi nếu như mà chị có em trai chị thì sẽ tên là Tuấn Anh đúng không nào? Nếu như mà chị sử dụng ngôi kể thứ nhất để kể chuyện về em trai chị thì chị sẽ sử dụng những cái từ để nói về em trai chị, đó là gì nhỉ? Em Tuấn Anh này, em ấy này, em tôi này, đúng không nào? Đúng không nào? Đấy là ngôi thứ nhất để kể nhá. Nhưng nếu như mà chị sử dụng ngôi thứ ba để kể về em trai Tuấn Anh của chị thì chị sẽ kể như thế nào nhỉ? Chị sẽ kể là chị vẫn sẽ sử dụng được là em ấy, em Tuấn Anh, chị sẽ sử dụng được những cái từ ngữ đấy nhá. Nhưng ngoài ra chị sẽ sử dụng được những cái từ ngữ là gì nhỉ? Là bạn Tuấn Anh này, được không nào? Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng ngôi thứ ba, chúng ta sẽ nhìn có điểm nhìn linh hoạt hơn mà, đúng không nào? Thì chị có thể kể về Tuấn Anh là bạn Tuấn Anh này, hoặc là anh Tuấn Anh này, hoặc là thằng Tuấn Anh này, hoặc là một cái từ ngữ gì đấy mà người ngoài sẽ sử dụng để gọi em trai của chị, đúng không nào? Tức là nếu như mà chúng ta sử dụng ngôi thứ nhất để kể thì chúng ta sẽ bị hạn chế bởi cái điểm nhìn, bởi cái cách kể, bởi vì chúng ta có cái quan hệ ràng buộc với những nhân vật khác trong cái câu chuyện mà chúng ta kể. Nhưng nếu như mà sử dụng ngôi thứ ba thì chúng ta sẽ có một cái sự linh hoạt hơn trong điểm nhìn, và ở đây ngoài điểm nhìn ra thì chị sẽ kể linh hoạt, kể tự do hơn, tức là chị có thể nhập về bất cứ một ai, chị có thể nhập vào bạn bè của người đấy, chị có thể nhập vào bố, vào mẹ, vào anh trai, hoặc là vào con đường để kể về cái nhân vật xuất hiện trong câu chuyện đấy. Tức là cái ngôi thứ ba thì rất là linh hoạt và được sử dụng hơn. Cho nên là ở đây chúng mình sẽ ghi vắn tắt lại là ngôi kể trong truyện ngắn là ngôi kể là vị trí
là vị trí giao tiếp mà người kể sử dụng. Người kể sử dụng khi kể chuyện. Và trong truyện ngắn thì chúng ta sẽ thường xuyên bắt gặp đó là ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai nhé. Rồi tiếp theo là về ngôn ngữ trong truyện ngắn thì sao? Ngôn ngữ trong truyện ngắn thì cũng chưa được đề cập rõ ràng lắm. Cũng chưa là được đề cập rõ ràng lắm. Nhưng mà chị sẽ có một cái câu hỏi, vừa là câu hỏi vừa là gợi ý. Đó là nếu như mà bây giờ chị so sánh ngôn ngữ trong thơ ca với ngôn ngữ trong truyện ngắn thì các em sẽ thấy điều gì đặc biệt? Ngôn ngữ trong thơ ca và ngôn ngữ trong truyện ngắn thì các em sẽ thấy điều gì đặc biệt nhỉ? Về ngôn ngữ trong truyện ngắn thì sao? Về ngôn ngữ trong thơ ca chắc đi. Ngôn ngữ trong thơ ca khi mà các em đọc một bài thơ ấy, thì các em sẽ thấy cái gì nhỉ? Cái sự du dương này, cái sự trầm bổng này, cái sự gì nhỉ? Và ngôn ngữ trong thơ ca thì sao? Một câu thơ thì sẽ không có nhiều từ ngữ đâu các em ạ, chỉ có vài từ thôi. Cho nên là chúng ta sẽ nhìn về mặt mặt hình thức thì chúng ta sẽ thấy như thế nào nhỉ? Đó chính là gì? Đó chính là cái sự gì nhỉ? Về cái ngôn ngữ trong thơ ca ấy, thì nó sẽ là cái sự như là cô đọng này, sẽ là cái sự hàm xúc này, và cái tình cảm trong thơ ca thì được biểu hiện một cách du dương này, rất là da diết này. Nhưng nhắc đến trong truyện ngắn thì sao? Trong truyện ngắn thì sao? Trong truyện ngắn thì ngôn ngữ thế nào nhỉ? Do nhà văn phải xây dựng nhân vật theo nguyên tắc gì nhỉ? Nguyên tắc điển hình hóa trong cái hoàn cảnh điển hình, nên là cái việc miêu tả và cái việc miêu tả nhân vật nói riêng hoặc là ngôn ngữ ở trong truyện ngắn nói chung ấy thì câu chữ không thể nào mà nó ngắn gọn như thơ ca được, mà câu chữ ở đây thì có thể giãn ra hoặc là co lại theo ý đồ tác giả, tức là sẽ có câu dài và có câu ngắn. Nhưng là nhìn chung thì ngôn ngữ sẽ không được cô đúc hàm xúc như là trong thơ ca, và truyện ngắn thì sẽ thường khai thác những câu chuyện trong đời sống thường ngày, và những câu chuyện này chỉ là những cái câu chuyện vụn vặt thôi, nhưng mà được nhà văn nhào nặn nó và sử dụng cái chất liệu ngôn từ, cùng với đó là những cái thủ pháp nghệ thuật cùng với đó là những cái thủ pháp nghệ thuật để sáng tạo nên cái ngôn ngữ trong trong truyện ngắn. Do đó là ngôn ngữ trong truyện ngắn thì trước hết sẽ là thứ nhất, sẽ là ngôn ngữ rất là quen thuộc với các em, bởi vì đây là ngôn ngữ từ đời sống, ngôn ngữ đời sống bắt nguồn từ đời sống, cho nên là chúng ta sẽ ghi luôn nhá. Ngôn ngữ trong thơ ca ở đây đó là ngôn ngữ tự nhiên hướng đến đời sống. Rồi, ngôn ngữ tự nhiên hướng đến đời sống. Nhưng ngoài ra, ngôn ngữ trong truyện ngắn thì còn điều gì đặc biệt nữa không? Để nói đến tính đặc biệt của ngôn ngữ trong truyện ngắn thì chị nghĩ là các em sẽ cần phải chú ý đến cái phong cách sáng tác của nhà văn. Bởi vì sao chị nói như vậy? Bởi vì ngôn ngữ trong truyện ngắn sẽ chứa được nhiều phong cách, mà phong cách ở đây chính là phong cách của tác giả. Chính là mỗi tác giả thì sẽ có một cái phong cách sáng tác riêng khác nhau, đúng không nào? Cho nên là khi mà các em đọc truyện ngắn thì có thể truyện ngắn này sẽ rất là kịch tính, gay cấn, nhưng mà lại truyện ngắn khác thì rất là nhẹ nhàng, rất là dịu dàng, rất là bình yên, rất là thong thả. Nhưng mà có truyện ngắn thì lại dồn dập, lại nhanh, có truyện ngắn lại chậm. Cho nên là mỗi phong cách của nhà văn thì sẽ xây dựng cái hệ thống ngôn ngữ trong truyện ngắn của mình khác nhau. Và ý tiếp theo chúng ta sẽ ghi ở đây đó chính là ngôn ngữ tự nhiên hướng đến đời sống, ngoài ra là tùy từng người, tùy từng tác giả sẽ có phong cách riêng. Rồi được chưa ạ? Tức là ngôn ngữ trong truyện ngắn thứ nhất thì phải là ngôn ngữ tự nhiên hướng đến đời sống, thứ hai đó là tùy từng theo phong cách của tác giả mà sẽ có tác giả này thì xây dựng truyện ngắn với cái phong cách là ngôn ngữ nó phải dồn dập, nó phải nhanh, nó phải mạnh, nó phải dứt khoát. Nhưng lại có tác giả khác thì cái phong cách viết của người ta lại là nhẹ nhàng, lại là dịu dàng, lại là bình yên, lại là thong thả, lại là êm dịu, thì cái phong cách thì lại là xây dựng cái hệ thống ngôn ngữ trong đấy, khi mà các em đọc thì các em lại thấy là nhẹ nhàng, lại thấy bình yên. Cho nên là
Tùy từng tác giả thì sẽ có phong cách sáng tác khác nhau. Và nhan đề trong truyện ngắn thì dễ rồi. Khi mà các em đọc vào trong sách giáo khoa ấy thì chúng ta sẽ thấy ngay điều gì đấy nhỉ? Đó chính là mục 3 nhỏ, nhan đề và cách đặt nhan đề cho tác phẩm văn học. Thì mục này đã đề cập rất là rõ ràng rồi, nên là chị sẽ không giới thiệu thêm kiến thức ở bên ngoài nữa, mà chị sẽ chỉ tóm tắt lại ở đây thôi các em ạ. Nhan đề như trong sách giáo khoa đã đề cập, đó chính là tên của văn bản này và thường do tác giả đặt. Và có những cái nhan đề thì có ý nghĩa gắn với chủ đề của văn bản, gợi mở cho người đọc nhiều suy nghĩ. Đoạn sau thì chúng mình tự đọc nhé. Tuy nhiên là không phải nhan đề nào cũng chứa ý nghĩa và thông điệp của tác phẩm. Và có gì có sao nhỉ? Có một hay là có nhiều cách đặt tên nhan đề cho tác phẩm hả các em? Chúng ta sẽ có nhiều cách đặt nhan đề cho tác phẩm nhé. Và cái phần này thì được ghi cụ thể trong sách giáo khoa, nên là chúng mình sẽ tìm hiểu thêm, sẽ đọc kỹ những ngữ liệu trong sách giáo khoa và chúng ta sẽ đánh dấu những điều mà chúng ta cảm thấy cần thiết nhé. Và ở đây thì chị sẽ ghi vắn tắt lại thôi. Nhan đề trong truyện ngắn thì là tên của văn bản do tác giả đặt. Tên của văn bản do tác giả đặt. Chúng mình sẽ tự đọc thêm phần ngữ liệu mục số 3, nhan đề và cách đặt nhan đề văn bản văn học ở trong sách giáo khoa Cánh Diều trang 13 nhé các em. Và sau cái phần mà chị hướng dẫn cho chúng mình đi tìm hiểu về những yếu tố hình thức của truyện ngắn. Yếu tố hình thức của truyện ngắn đó là cốt truyện này, đó là nhân vật này, đó là tình huống truyện, đó là sự kiện, đó là ngôi kể, đó là ngôn ngữ, đó là nhan đề. Và các em biết không, trong truyện ngắn thì sẽ bắt buộc phải có những yếu tố này và không một truyện ngắn nào mà thiếu đi được những cái yếu tố này đâu các em ạ. Cho nên là chúng mình sẽ lưu ý một chút giúp chị nhé. Tuy là những cái kiến thức này thì nó chứa cái dung lượng kiến thức thì hơi lớn một chút, nhưng mà chúng mình nên cố gắng. Và bởi vì các em biết không, bởi vì những cái kiến thức này sẽ là những cái kiến thức nền, sẽ là những cái kiến thức căn bản thôi, giống như là việc mà chúng ta trồng một cái cây xanh ấy, muốn cây, muốn lá xanh, muốn quả ngon, muốn hoa đẹp thì chúng mình phải chăm cái rễ, phải chăm cái gốc trước chứ đúng không nào? Hay là muốn một ngôi nhà vững chắc, một ngôi nhà kiên cố, không bị đổ trước sóng gió, không bị lung lay trước bão giông thì chúng mình cũng phải cần một cái nền, một cái móng chắc, rồi sau đó mới là xây tường này, rồi sơn tường này, rồi vẽ hoa lá cành, vân vân. Thì ý chị là tuy là những cái bài kiến thức nền như thế này thì nó hơi bị khô một chút, hơi bị khó nhai một chút, nhưng mà chúng mình hãy cố gắng để nhai, bởi vì chỉ cần có những cái kiến thức nền này thôi, chúng ta chỉ cần là nắm chắc những cái kiến thức nền này thì những bài sau chúng mình chỉ cần áp dụng vào bài nào thì chúng mình cũng có thể là tự phân tích được. Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.